Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, đơn hàng giảm do lạm phát tại các nước, năm 2022, lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản vẫn thể hiện vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, ghi dấu những bứt phá về xuất khẩu nông sản. Điều này thể hiện những nỗ lực vươn lên trong thích ứng an toàn, linh hoạt, sáng tạo của toàn ngành nông nghiệp để vượt qua những khó khăn và thách thức. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng cả về ngành hàng và sản phẩm. Trong đó, chú trọng thị trường trong nước và kịp thời tháo gỡ nhiều rào cản thương mại, thiết lập những kỷ lục mới. Phải đến thời điểm này là chúng ta xuất được 53,2 tỷ và thặng dư thương mại là 8,5 tỷ. Có đến 11 cái sản phẩm là trên 1 tỷ. Mà trong đấy có hai cái sản phẩm tương đối là mới và các đồng chí cũng rất là ngạc nhiên. Thứ nhất là phân bón chúng ta xuất khẩu trên 1 tỷ và thức ăn và nguyên liệu thức ăn chúng ta xuất khẩu trên 1,2 tỷ. Chúng ta cứ thường nói là nguyên liệu đồ vật tư đầu vào thì chúng ta nhập nhiều. Thế nhưng mà đây cũng có một cái là chúng ta nhập, chúng ta vừa sử dụng trong nước, chúng ta vừa tái chế, chúng ta sản xuất và chúng ta xuất khẩu, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người nông dân cũng như là đóng góp vào trong phát triển kinh tế. Năm 2023, dự báo nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản là 54 tỷ đô la Mỹ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, trên cơ sở thành công của năm 2022, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về nông sản và mở cửa thêm các thị trường trong năm 2023. Trong đó, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, kinh tế tuần hoàn. Nền nông nghiệp đang chuyển từ lâu sang xanh, tương đối rõ ràng. Thứ nhất là thuốc bảo vệ thực vật, tôi muốn nhấn mạnh là khi mà Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội thẩm tra luật kiểm dịch bảo vệ thực vật, nhập 120.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Đến giờ này chỉ còn có 6-7.000 tấn và chia bình quân 1 hecta có 1,62 kg, đứng thứ 80 trên thế giới, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Đấy là một cái tiêu chí mà để kiểm soát chất lượng. Cái thứ hai, phân bón hữu cơ đấy là sấp xỉ 3 triệu tấn. Phân bón vô cơ thì chúng ta kiểm soát rất chặt và có một chương riêng trong luật trồng trọt. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh và biến động thị trường để gia tăng xuất khẩu, tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam.